yeah. Quay xe, hai ơi anh muốn đi về, đi về, đi về nhà. Cho em một lời giải thích về những điều anh vừa nhìn thấy, anh ơi có được không? Em từng nói em còn trẻ và em muốn dòng chơi, ok anh sẽ đợi, ok. Nhưng mà chơi kiểu này là hơi lỗi, vì không gian em chơi nó hơi tối. Em muốn bay lên trời cùng đồng đội để quên hết âu lo chướng ngại của sự đời. Nhưng mà xin lỗi anh không phải là trẻ con, that's right. Xin em đừng mượn đá và bè nó. Anh chỉ xin bình yên như một giấc để xóa bỏ tên em từng làm anh thổn thức. Ôi thì ai chẳng muốn được thăng hoa, đưa hồn lên để tốt định, nhưng bằng cách này cách khác nhưng không đem bản thân mình. Em còn đang say hơi thuốc nên đừng cố để phân minh. Mặc áo gọt và bay tiếp, em đừng nhắc đến bầu trời đang tối, em cùng ai bay lướt trên mây. Chẳng mang danh tiếng, em vô tư trao hết cho ai vận may. Đi rồi thân xác, em như hoa tan tán trong kiếp lưu đầy. Chuyện mình giờ là hết, anh về thôi. Anh xe ạ. Ăn đu. Được của nó đấy.